Trong cuộc họp báo chiều 28 tháng 6 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Dương Anh Đức đánh giá công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 dù có những vấn đề trong 1 đến 2 ngày đầu nhưng sau đó đã điều chỉnh và đến giờ phút này đã thành công an toàn. Ông Đức cho biết tuần qua là một tuần đặc biệt khi Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện hai nhiệm vụ nặng nề triển khai các biện pháp ứng phó với biến chủng Delta và thực hiện đợt tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử cho khoảng 800.000 người. Dù thời gian chuẩn bị gấp rút trong khoảng 2 ngày, nhưng theo ông Dương Anh Đức, đánh giá đợt tiêm chủng đã thành công, đảm bảo an toàn cho người đến tiêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận thời gian tiêm chủng chậm hơn một ngày so với dự kiến, nhưng nếu so với các đợt tiêm chủng trước đây thì tốc độ nhanh gấp 10 lần. Đó là sự nỗ lực đáng khâm phục của tất cả các lực lượng tham gia vào đợt tiêm chủng, cũng như sự hợp tác của người dân thành phố. Một trong những nguyên nhân bên cạnh khâu tổ chức còn do sự hấp dẫn quá lớn của vaccine nên người dân nhiệt tình đến sớm. Do đó, dù đơn vị tổ chức đã chi khung giờ nhưng vẫn có tập trung vào đầu giờ. Ông Đức cho biết tuần qua phát hiện nhiều ca F0 ở hai dạng, nhiều nhất trong khu cách ly, khu phong tỏa và các ca được phát hiện thông qua tầm soát người dân khám bệnh ở bệnh viện. Về biện pháp chống dịch sắp tới, ông Đức cho biết, thành phố Hồ Chí Minh phân loại các địa phương theo mức độ nguy cơ thành 3 nhóm, ít hơn một nhóm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể, quận huyện có nguy cơ rất cao, gồm Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 8, Tân Phú và một phần của thành phố Thủ Đức là quận Thủ Đức cũ. Nơi có nguy cơ cao là Gò Vấp, Củ Chi, quận 1, quận 4, quận 5, quận 12, Bình Thạnh, Tân Bình và một phần của thành phố thủ đức là quận 2 và quận 9 cũ. Các quận có nguy cơ gồm Cần Giờ, quận 7, quận 10, quận 11 và Phú Nhuận. Ông Đức lý giải không có nhóm nguy cơ thấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế vì không muốn tạo tâm lý chủ quan của địa phương. Trên cơ sở ba nhóm nguy cơ được phân chia, các địa phương tổ chức phương án cho phù hợp.